Phong Nhạc Phi làm Xu Mật phó sứ. Thần tuân chỉ. Thần tạ chủ Long Ân. Hoàng thượng nhìn đúng người. Sau này mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng đại nghiệp. Đúng rồi, các vị đã biết quy tắc của tuyên phù chế chưa? Bái nhận chức mới phải cảm ơn chức cũ. Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ phải giao tất cả binh mã của thuộc hạ nghe theo cung ngự tiền sai bảo. Ý của hoàng thượng là muốn chúng thần trao trả binh quyền. Con người sống trên đời giống như thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng chỉ vì là theo đuổi vinh hoa phú quý, hưởng thụ an lạc mà thôi. Các khanh chiến đấu ngoài sa trường, giết giặc bảo vệ đất nước, trẫm đã tính cho các khanh rồi. Chỉ bằng giao lại binh quyền về làm quan, mua sắm chút ruộng màu mỡ nhà đẹp, để lại một chút sản nghiệp cho đời sau. Mỗi ngày có thể hưởng thụ niềm vui thú của gia đình, sống một đời vui vẻ, không phải là tốt sao? Hoàng thượng, thần vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp phục hưng của hoàng thượng, thần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xin hoàng thượng phê chuẩn cho thần cáo lão hồi hương. Ngài muốn cáo lão hồi hương sao? Nhạc Phi, ngài làm như vậy sẽ làm hoàng thượng đau lòng. Ngài đã nghĩ kỹ chưa vậy? Hả? Thần bất mãn với Đại Tống chính là vì lũ gian thần tặc tử các ngươi. Một khi nghỉ ngơi sẽ có lỗi với nước với dân. Ngươi tuy không lên chiến trường, nhưng đôi tay của ngươi lại dính đầy máu tươi. Ngươi chính là đao phủ của Đại Tống. Hoàng thượng, thần không có thỉnh cầu gì nữa, chỉ xin hoàng thượng phê chuẩn cho thần cáo lão hồi hương. Đại ca, huynh hãy nói câu gì đi, làm lão ngu ta lo chết đi được. Rốt cuộc là tên hoàng thượng kia đã nói gì với huynh vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng ta làm thống soái quân Nhạc Phi. Từ hôm nay trở đi, Đại Tống sẽ không còn quân Nhạc Phi, quân quyền sẽ giao cho Trương Hiến. Đại ca, mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại ca, có phải là hoàng thượng đã cắt chức của huynh sao? Không, hoàng thượng đã thăng chức cho ta, thăng ta làm Xu Mật phó sứ, thăng quan lên một cấp. Xu Mật phó sứ, đây là một chức vụ nhàn hạ, như vậy chứng tỏ muốn thu lại binh quyền của đại ca. Lẽ nào hoàng thượng không sợ người kim sẽ đánh tiếp? Bàn tính trong lòng hoàng thượng là người kim đánh đến có thể cống nạp, có thể đàm phán hòa bình. Cho dù thế nào đi nữa, vị trí quốc chủ Giang Nam vẫn có thể giữ được. Nhưng nếu như một khi võ tướng chúng ta mưu phản, thì hắn ta không còn sự lựa chọn, chỉ có thể trở thành một thường dân.